Và xin chào anh em, đã hơn 3 tuần kể từ khi Kamen Rider Fights kỷ niệm 20 năm Paradise Regenes được công chiếu và mình khá chắc hầu hết anh em đã xem qua phần phim kỷ niệm này, và không ngoại lệ mình cũng là một trong số đó. Bởi vì quá hài lòng với phần phim này nên TBT News chúng mình đã quyết định lên một bài review sớm để xem anh em có thật sự cùng quan điểm với mình hay không. Lưu ý, những điều mình sắp nói sau đây hoàn toàn là quan điểm cá nhân và hãy xem đây là cảnh báo spoiler cho anh em nào chưa xem phim. Đừng quên nhấn like, share, subscribe nếu thấy video hay và ý nghĩa nhé. Bây giờ không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. Điểm sáng và những điều mà Fights 20 năm thật sự đã làm rất tốt. Bật mí một chút thì movie kỷ niệm 20 năm của Fights lấy bối cảnh sau khi TV series kết thúc và bằng cách tận dụng những giá trị từ phần phim cũ và một cốt truyện vô cùng thông minh dẫn dắt mọi thứ một cách khá mượt mà. Chí ít là nó vẫn tốt hơn so với câu chuyện 10 năm của ba đồng xu, hai thằng đàn ông và một cây kem nào đó. Trong Kamen Rider Fights, biên kịch Toshiki Inoue đã xây dựng một câu chuyện với những nút thắt tiếp nối với nhau nhằm liên kết để tạo ra một câu chuyện đầy drama để thu hút người xem truyền hình. Và dĩ nhiên, Fights 20 năm lấy bối cảnh của TV series còn được chấp bút bởi biên kịch Inoue Toshiki thì phim này ác hẳn phải giữ lại những yếu tố cũ như các drama trong các mối quan hệ tình cảm được diễn ra giữa các nhân vật được mô tả khá rõ ràng, và điều này giúp cho khán giả cảm thấy hoài niệm về câu chuyện đã diễn ra cách đây 20 năm. Phần phim kỷ niệm này vẫn có phần u tối xen lẫn những yếu tố tươi sáng, đồng thời kết hợp với kỹ xảo mới toanh của thời đại rơi qua, và điều này khiến những thước phim trở nên bắt mắt hơn. Và bằng cách khai thác câu chuyện của từng nhân vật đang xen với nhau thông qua các mối quan hệ được thiết lập sẵn trong TV series, những drama tình ái dù không thật sự đóng góp nhiều cho phim hay cốt truyện chính, nhưng đây lại là điều khán giả sẽ quan tâm và cảm thấy cuốn hơn khi xem bộ phim này. Một cái kết vô cùng có hậu và thỏa mãn được những người hối tiếc cho mối quan hệ có phần đáng yêu của Takumi và Mary. Đây là một hành trình tương đối trọn vẹn của Fights. Các phân cảnh chiến đấu được xây dựng khá đầu tư và góp phần hóa giải được những nút thắt trong phim, và rõ ràng hơn thì điều này chính là yếu tố giữ vững tinh thần của TV series nhất. Và đặc biệt là phân cảnh chiến đấu ở cuối phim, dù khá gây tranh cãi nhưng đối với mình nó thật tuyệt vời và đậm nét của TV series pha lẫn một chút tinh thần của thời đại mới. Khi xem cảnh này mình đã nổi da gà với cảnh phim Zero vs Antihero này, hay là nó cuốn vải. Cốt truyện của phần phim này được dẫn dắt bởi đạo diễn của TV series là Tashaki Ryuta, cho nên movie kỷ niệm 20 năm tràn ngập những cảnh phim đậm màu TV series. Bên cạnh đó thì nếu ta là một fan trung thành của series này, bạn sẽ có cảm xúc rằng nhà làm phim đang muốn lan tỏa những yếu tố kỷ niệm này đến khán giả đến nhường nào. Nếu trong video về Abaranger 20 năm kỷ niệm, mình mang một cảm xúc đang xem một tập phim truyền hình của những năm 2000 chỉ bởi vì phần opening có tỷ lệ 43, thì Fights 20 năm khiến cho mình cảm nhận rằng mình đang sống tại thời điểm mà băng đĩa còn phát hành, vì những yếu tố kỷ niệm trong TV series được movie Paradise Regained đề cập đến một cách vô cùng tuyệt vời, kết hợp với những cốt truyện được khai thác một cách hài hòa, pha trộn với những chất liệu của thời đại cũ và mới. Có lẽ với mình đây là một bộ phim kỷ niệm đáng xem. Và để khắc họa được tính cách của từng nhân vật thì ta không thể bỏ qua được phần diễn xuất của các diễn viên. Những nhân vật với thần thái như ngày đầu tiên trong số đó chính là diễn viên chính của loạt phim, Handa Kento trong vai Inui Takumi, Haga Yuria trong vai Mari Sonoda, Mitsuru Karahashi trong vai Kaido Naoya. Tất cả họ đều làm khá tốt vai trò của mình, cứ như là họ chưa bao giờ thoát khỏi vai diễn của mình trong suốt 20 năm qua. Đối với phần còn lại là Rei Fujita trong vai Kitazaki và Thánh Cười Kohei trong vai Kusaka Masato. Đây là hai nhân vật không làm mình thất vọng với phong cách diễn xuất mới mẻ, có phần thoát ly khỏi nhân vật gốc. Thậm chí mình còn khá ấn tượng với Kitazaki vì nhân vật này là mình liên tưởng đến Masayan Trương Tấn trong phim Sát Phá Lan 2 của điện ảnh Hồng Kông. Bên cạnh đó thì những nhân vật mới lại thể hiện một cách vô cùng tự nhiên chứ không quá ô dè hoặc chiếm hết spotlight của nhân vật chính. Mỗi một nhân vật đều có vai trò riêng trong mạch truyện chứ không dư thừa, và chắc ai cũng sẽ khó quên với nét diễn vô cùng đáng yêu của Reina Kurumi, Kamen Rider Muse, được thể hiện bởi diễn viên Rumika Fukuda. Nhưng mình khá tiếc vì một số diễn viên cũ không được quay trở lại, đặc biệt
là cố diễn viên Masayuki Izumi aka Yuji Kiba. Anh ta có thể được xem là linh hồn của TV series và movie Paradise Lost. Và bên cạnh đó thì việc vắng mặt của Yoshika Kato vào vai Yuka Osada và Ken Mizorogi aka Kikuchi Keitaro cũng đáng tiếc, vì nét đẹp của Yuka có lẽ được xem là thiên thần đối với những khán giả nam của TV series, và mối tình của hai nhân vật này cũng khá là dễ thương. Nói đến đây thì nhiều ông bảo sao không đề cập đến Kamen Rider Delta Atsushi Harada trong vai Mihara Shuji. Tôi không đề cập vì tôi nghĩ rằng có vẻ những nhân vật mới sẽ thể hiện rõ tinh thần của Mihara hơn chính anh ta trong TV series. Và nếu bạn thật sự chú ý thì vai trò của dàn cast mới có khá nhiều chi tiết tạo Easter egg và nhắc nhở về số phận của những nhân vật cũ trong TV series. Về vấn đề này thì có lẽ chúng ta sẽ làm rõ hơn ở một video khác. Khuyết điểm và những ý kiến trái chiều của bộ phim. Mặc dù về mặt kỷ niệm và cách dẫn dắt nội dung phim đã làm rất tốt, nhưng với phim này thì Toei chưa thể tránh nổi những vấn đề chung của các movie kỷ niệm. Đầu tiên chính là nhan sắc của các diễn viên có phần thay đổi, và điều này là điều dĩ nhiên rồi vì đã 20 năm trôi qua rồi mà. Dù biểu cảm của họ rất tròn vai, nhưng để Mary vẫn tiếp tục trăn trở với những cảm xúc đáng yêu như trước với gương mặt của một bà cô 40 là điều rất khó. Những nhân vật nam thì đầy sự phong độ và làm khá tốt vai trò của mình. Bộ phim vướng phải vài lùm xùm vì những thất bại của những phần hậu truyện kỷ niệm trước đó. Điều này khiến cho khán giả trở nên e ngại rằng Vice sẽ là một tác phẩm sặc mùi kỷ niệm giống với các tác phẩm kỷ niệm khác của dòng phim Kamen Rider. Đây là cảm nhận chung của phần đông khán giả trước khi ra rạp xem phim. Và bên cạnh đó thì lời thoại của nhân vật Inui Takumi không những khiến cho những nhân vật không được vui mà còn khiến khán giả khó chịu. Tuy nhiên, đây vốn là một chi tiết được nhại lại trong TV series cách đây 20 năm và cũng là một phần tính cách vớ vẩn của nhân vật chính. Yếu tố này là một sự kỷ niệm, nhưng vô tình khiến sự phát triển của Takumi Inui xuyên suốt TV series trở nên thật vô nghĩa. Và mặc dù Takumi thể hiện thái độ này với cả Mary và Reina, nhưng điều này cũng khiến cho khán giả khá chán ngán với nhân vật này. Paradise Regained, một cái tên tạo cho khán giả cảm giác đây là phần hậu truyện của Paradise Lost. Tuy nhiên, nó lại lấy bối cảnh tiếp theo trong TV series, vì phim điện ảnh Kamen Rider 555 Paradise Lost đã là một thành công quá lớn và khiến khán giả sẽ kỳ vọng rằng phần movie kỷ niệm 20 năm này sẽ liên quan ít nhiều đến Paradise Lost. Tuy nhiên, nó lại có hơi hướng của một bộ phim truyền hình, và điều này sẽ khiến những khán giả kỳ vọng sẽ chuyển sang thất vọng khi xem phim. Phim điện ảnh Paradise Lost đã là một cái bóng quá lớn, kể cả so sánh nó với bất cứ phim điện ảnh nào về Kamen Rider ở thời điểm hiện tại. Bạn tìm đâu ra một movie tận dụng những nhân vật trong TV series và tạo ra một thế giới phản địa đàng cùng những bài học về ước mơ, niềm tin của nhân loại đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Ở thời điểm hiện tại, mình tin rằng không có một movie nào có thể so sánh được với nó. Và mặc dù không liên quan gì đến movie Thiên Đường Lạc Lối, nhưng Kamen Rider 520 Paradise Regained vẫn có rất nhiều những trứng phục sinh gợi nhớ về phim điện ảnh huyền thoại của Vice, và điều này khiến khán giả cũng thấy khá rối ren khi mà xem phim. Tuy nhiên, trên thực tế thì bạn nên xem Paradise Lost là một dòng thời gian hoàn toàn khác biệt, hoặc bạn có thể tham khảo qua video này của TBT News chúng mình. Chúng ta sẽ có một cái nhìn khách quan hơn đối với movie 20 năm của Vice. Và nói nhỏ một tí thì mình đang có dự định upload lại video này trong thời gian sắp tới. Nhìn chung về một movie thì Paradise Regained là một movie đáng xem và ổn định đối với khán giả cũ và mới ở thời đại này. Nhưng nếu bạn mong chờ rằng movie kỷ niệm này có thể vượt qua được phim điện ảnh huyền thoại Paradise Lost thì đây là điều không thể. Và kỳ vọng của các bạn chính là thứ thúc đẩy bạn đến với bộ phim này. Và dĩ nhiên, nếu kỳ vọng không được đáp ứng thì sẽ gây ra thất vọng. Vì thế, anh em đừng để những kỳ vọng của bản thân ảnh hưởng đến việc đánh giá khách quan một bộ phim. Và với mình thì movie Vice 20 năm vẫn là một tác phẩm ổn, đáng xem so với mặt bằng chung của các movie được phát hành ở thời điểm hiện tại. Và ok, đó là phần review phim của TPT News chúng mình về kỷ niệm 20 năm của Kamen Rider Vice. Nếu anh em thấy hay hoặc có ý kiến khác, hãy mạnh dạn để lại ở phần bình luận nhé. Đừng quên cho chúng mình xin một like, share và subscribe. Rất cảm ơn anh em vì đã xem đến những phút cuối cùng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.